Hi, xin các bạn đã quay trở lại với kênh của KTC. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi tới bạn những chuỗi video phân tích về xu hướng của thị trường crypto trong thời gian sắp tới. Đấy, thì về cơ bản BTC hôm nay đã tiếp tục break qua cái vùng 56 là cái vùng hỗ trợ ở trên khung thời gian ngày mà chúng ta phải chú ý. Thì đến ngày hôm nay BTC nó đã phá qua đây và nó đóng một cái cây nến ở dưới vùng hỗ trợ này, thì khả năng cái nhịp giảm của nó vẫn còn các bạn, và cái xu hướng này nó đang bắt đầu mạnh hơn rồi. Đấy, thì cái kỳ vọng cũng như là cái dự đoán phân tích của chúng ta về cơ bản nó vẫn đang chạy khá là chuẩn. Đấy, thì thời điểm này thì nó vẫn là cái quan điểm cũ thôi, vẫn là ngồi chờ đợi, vẫn là làm ở USDT, hoặc nếu như có những cái lệnh bán thì chúng ta cố gồng. Bởi vì cái nhịp này thì thực ra mình có thể kỳ vọng được là nó có thể có thêm một nhịp đâu đó về được test lại cái vùng hỗ trợ kháng cự cũ của nó là cái vùng 4950. Đây là cái vùng tròn số, vùng cản tâm lý cũng như là cản kỹ thuật nó đang làm ở đây. Và cái xu hướng nó đang đóng những cây như này thì khả năng dư địa nó vẫn còn một cây nữa nó đâm xuống cái vùng này. Thì khi đến đây thì chúng ta sẽ xem phản ứng của nó ở đây xem như thế nào. Nhưng mà ở đây thì chắc là sau một nhịp giảm thì có thể nó sẽ hồi lại một chút. Nhưng mà cái cửa xuống cũng như là cái dấu hiệu của xu hướng nó đang xuống khá là rõ ràng, và cái khả năng nó sẽ còn có những cái đáy sâu hơn nữa. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải tiếp tục ngồi chờ đợi để xem và theo dõi thôi. Cái quan trọng nhất là vị thế. Đấy, chúng ta là một ODT à? Chúng ta có những lệnh bán à? Hay là chúng ta đang long, hay chúng ta đang mua? Đấy, nếu mà đang mua thì chắc chắn là phải cân nhắc và phải tính toán rồi, bởi vì là xu hướng đang xuống nó rõ ràng và khả năng nó còn đi xuống nữa, thì cái vị thế mua nó sẽ hơi khó khăn để chúng ta quyết định, để chúng ta xử lý vấn đề. Còn nếu mà các bạn làm ODT thì nó quá dễ, kể cả nó lên vẫn dễ. Làm ODT thì chỉ không không chỉ không được ăn thôi, chứ còn chắc chắn là không mất tiền. Nhưng nếu như các bạn đã vào hàng mà nó lại quay đầu nó lại giảm thì chắc chắn là chúng ta sẽ mất tiền. Nói chung giao dịch thì mình không 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 tư duy như anh em hâu, nói chung là không phải là chưa bán là chưa lỗ các bạn. Có những cái xu hướng nó đi rất là dài, rất là lâu, chúng ta sẽ bị chôn vốn rất là nhiều. Thì là, và cái thứ hai nữa là chúng ta mua ở những khu vực đâu đó sáu mấy rồi 70 thì thực ra là nó cao rồi, nó cao rồi, cái lợi nhuận nó không còn nhiều, nó rủi ro nó lại lớn đó. Thì bây giờ vụ là chu kỳ này nó khoảng tầm được trăm đi chẳng hạn, được trăm trăm cao đây mà chúng ta mua khoảng 70 lên 30 ăn được 30 giá, ăn được 30.000 giá. Nhưng nếu bây giờ nó quay xuống thì nó có thể test đâu đó 40 hoặc có thể là ấy nữa, thì cái rủi ro nó khá là lớn. Và cũng chưa biết chắc được là thị trường nó có lên được luôn hay không, đúng không? Cho nên là thời điểm này thì người ta còn đang sợ cả suy thoái nữa. Thì cái này mình đã dự đoán cả năm nay rồi, mình đã dự báo từ năm trước rồi. Nhưng mà thực sự để xảy ra khủng hoảng thì nó không đơn giản, không dễ. Và năm nay thì cái cửa xảy ra khủng hoảng thì mình nghĩ nó cũng không cũng cũng không 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 rõ ràng lắm. Có thể nó sẽ xảy ra một cái việc nó hạ cánh mềm thôi chứ không phải hạ cánh cứng. Thì cái đấy phải theo dõi thêm. Nói chung là cái đấy thì chúng ta phải chờ đợi. Còn quay trở lại với lại cái xu hướng của ngày hôm nay, nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh để các bạn có thể nhận được những video sớm nhất từ mình. Rồi, ok, thì chúng ta có trao đổi nói chuyện qua một chút, thì sau đây thì chúng ta sẽ vào trong cái bài phân tích ngày hôm nay. Đấy, thì về cơ bản, nói chung là về cơ bản cái xu hướng của BTC thì nó vẫn đang theo cái nhận định của mình cũng như là theo cái kỳ vọng của mình. Thì cái kịch bản thì nói chung là cũng không có gì thay đổi cả, chúng ta vẫn là tiếp tục ngồi chờ đợi để có những cái vùng mua tốt. Đấy, thì hiện tại thì nó đang ở lưng chừng này thì nói chung là chúng ta cũng chưa action được, chưa làm gì được. May ra thì có về cửa 4950 này. Đấy, may ra về cửa 4950 là cái vùng hỗ trợ, là cái vùng cản về cả mặt tâm lý và mặt kỹ thuật. Đấy, 50 là cái vùng tròn số, 50 cũng là cái vùng mà giá rất nhiều nó test nó chưa phá được. Thì rõ ràng đây có khả năng nó sẽ phản ứng được, bởi vì sau đây từ một nhịp 65 về đến cái vùng 4950K là cũng một cái đợt nhịp giảm dài rồi, thì có thể về đến đây là cái vùng hỗ trợ, có thể nó sẽ hồi lên. Đấy, nhưng lần này nếu về đây test thì mình sẽ nghiêng hơn về kịch bản là nó sẽ có những cái đáy sâu hơn nữa, tức là nó về đây test thì có thể nó sẽ hồi lên. Đấy, có thể nó có nhịp hồi lên do một cái nhịp giảm dài rồi, thì có thể có nhịp nó hồi lên sau lại giảm tiếp, thì lần này mình nghĩ nó sẽ có cái đáy sâu hơn cái vùng 4950 này. Các bạn có để ý này đây, các bạn để ý này, cái đỉnh đang thấp dần này. Ừ. Đây là đỉnh 71, 72 này. Đây đỉnh 70 này, đây đỉnh 65 này. Các đáy này thì đây giờ đây là 49 này, đây là 53, 54 này.
đây là năm 7 này, các bạn thấy là các đáy nó thấp dần và các đỉnh nó thấp dần. Thì cái lần này mà nó về đây nó test thì khả năng nó đục qua và nó tạo đáy thấp hơn thì nó sẽ cao rất là nhiều. Thế là cái target của mình từ cái thời điểm VTC nó phi lên nó đó vùng 7x, và có thể nó sẽ điều chỉnh pullback về đâu đó đầu 4x, thì cơ bản nó cũng đang có tỷ lệ chuẩn xác cao và nó đang có khả năng rất là cao. Thực ra thì đầu 4x thì nó có rồi, nhưng mà nó là 49, nó là đầu x này thì là x lớn, x phụ huynh cơ, chứ nó không phải là học sinh. Mình thì đang kỳ vọng một cái kịch bản của mình thì ít nhất thì nó phải là x là học sinh thôi, tức là 41, 42, 43 đó, 44, 45 gì đấy. Nhưng đợt này thì thực ra mình đang tính được là khả năng ít nhất nếu như mà nó test được về đáy cũ 49, 50 thì có thể là sẽ có một nhịp hồi nhẹ lên, sau đó có thể tiếp tục giảm xuống nữa và sau đó có thể phá qua vùng 49, 50 này để về thêm một nhịp ít nhất là 45, 46, ít nhất là 45, 46 của cái đáy, cái đợt sóng giảm này. Nhưng mình nghĩ là thực ra nếu mà đợt này nó phá thì nó không như lần trước nó hồi lên mạnh đâu, mà lần này đi thì nó sẽ đi khá là nhanh và nó sẽ không hồi mạnh như những cái đợt trước, nó đi bao nhiêu thì hầu như nó hồi gần như hết bấy nhiêu, hồi đến toàn vùng 6.8, thậm chí đây nó còn hồi 80-90% rồi. Nhưng lần này thì mình nghĩ là nó sẽ phải giảm, nó sẽ đi khá nhanh và nó giảm sâu, và nó khi mà nó giảm về những cái vùng đáy thì nó sẽ không bật hồi lên nhanh như trước đó, mà có thể nó sẽ đi ngang khá là lâu. Và thậm chí nếu mà thị trường nó tiêu cực đó, thì kinh tế mà có thể xảy ra khủng hoảng thứ, thì có thể là nó sẽ có một nhịp đâu đó nó đâm qua vùng 40, đâu đó về vùng 35 gì đấy, khoảng tầm 35k có thể mới rút chân. Nên là chúng ta về vùng 40 thì các bạn có thể mua để hold được rồi. Nhưng với quan điểm của mình thì các bạn vẫn phải phòng ngừa rủi ro. Và trung bình thì mình được cái là mình cẩn thận, cái như là mình giao dịch nó từ từ, mình không vội vàng. Nên là ví dụ về 40 chẳng hạn thì các bạn có thể mua hold được rồi, nhưng mà chúng ta vẫn phải để dành một khoản để trường hợp mà nó đâm qua 40, nó FOMO thì đâm qua 40, nó phá qua 40 về đến khoảng 35, 30 chẳng hạn, kiểu kiểu thế. Thì các bạn vẫn còn tiền để các bạn đi xe. Nên là quan điểm của mình thì nói chung là chúng ta vẫn phải để dành một khoản 30 cho đến 40 hoặc 50% gì đấy. Đừng có vội vàng, đừng có nhanh quá, cứ từ từ mà mua, không sợ đâu, thị trường không chạy nhanh đâu. Nó cứ sợ nó bay mất đấy, bây giờ đây altcoin chia rất là nhiều, BTC cũng giảm đây này. Thấy đầu 4 đầu 5 rồi này, ai mà không không về được, chẳng có gì là không thể cả. Cái chúng ta cần là quản lý rủi ro, cái chúng ta cần là sự bình tĩnh, cái chúng ta cần là không phải nóng vội, được FOMO. Cứ bình tĩnh. Đương nhiên là với việc chờ đợi cũng như là cái việc mà giá nó giật lên giật xuống thì nó cũng không thoải mái, không phải sung sướng gì cả. Ngồi im chờ đợi không hề sung sướng một chút nào. Nhưng đó là công việc. Nếu muốn có lợi nhuận thì bắt buộc chúng ta phải học lấy cái sự kiên nhẫn, phải học lấy sự từ từ bình tĩnh. Và đôi khi giá nó quá cao rồi thì chúng ta chấp nhận, chúng ta đứng ngoài, chúng ta không còn giao dịch, chúng ta không mua nữa. Thế nhưng mà hiện tại này, nó có những thời điểm mình đang nghĩ đến việc là mua một cái nhà chẳng hạn. Thế nhưng mà thực sự là giá nhà đang cao, mình biết được đương nhiên cái dư địa tăng của nó thì nó vẫn còn. Mình dự đoán ở trong năm nay thì có khoảng tầm trong 2025 cái dư địa tăng nó vẫn còn, nhưng sang đến năm 2025 thì cái giá nó bắt đầu nó chứng lại, có thể nó sẽ quay đầu. Đấy, là thời điểm này mua mặc dù giá vẫn còn lên nhưng nó sẽ không thơm nữa, và thị trường đất nó không thanh khoản, không thể nào mà trong một sớm một chiều được. Khi mà thị trường nó đang đạt đỉnh, bắt đầu nó mất thanh khoản, bắt đầu nó rơi xuống là các bạn sẽ rất là khó thanh khoản, bán rẻ cắt. Nên vụ mình bình thường mình bán 5 tỷ chẳng hạn, đúng không, thì rất là dễ trong cái thể nó đang lên, thanh khoản nó nhiều mà. Nhưng đến lúc mà nó đi ngang, nó ở trên đỉnh nó đi ngang và bắt đầu có rơi đi xuống, thì lúc đấy các bạn bán 4 tỷ rưỡi cho chắc người mua đâu, bởi vì lúc đấy nó không có thanh khoản nữa, giá nó xa vời thực tế rồi. Đấy, thì cái dư địa tăng nó vẫn còn, nhưng không có nghĩa là thời điểm đấy là vị trí nó không còn tốt đẹp, nó không còn thơm nữa, thì chắc chắn là mình sẽ đứng ngoài. Đấy, cái việc có thể là nó có thể FOMO, hoặc có thể người ta sẽ điên loạn, người ta sẽ đẩy lên cao nữa đi, nhưng mà rõ ràng lợi nhuận nó không còn nhiều và khả năng đi đủ cao là mình không chơi. Đấy, cái tư duy đơn giản nó là như vậy thôi. Nhưng đương nhiên thì có những lần dự đoán thì có thể là đến 2-3 năm sau bắt đầu nó mới giảm cơ. Thế nhưng mà cuộc chơi nó như vậy, mình chấp nhận được, mình chơi được, và cái tư duy mình nó như vậy đó, thì rõ ràng là mình không bị đu đỉnh. Nhưng mà khi mà đến tín hiệu mà thấy rõ ràng thì mình chơi, mình mốc, thế đó có gì đâu, đúng không? Như chu kỳ, cả chu kỳ vừa rồi đấy, là từ 6-8-9 mình dự đoán về khoảng tầm dưới 20, có một điểm dưới về 20, đó là có thể là 15 chẳng hạn. Đấy, thì về 15 ấy mình nhìn thấy mình hô, mình côn bắt bình thường, nhưng mà cơ bản đủ target rồi thì mình lên, mình chốt lên 30, mình chốt lời dần rồi. Đó, thì đương nhiên là trong quá trình chơi thì nó vẫn có những cái nhịp mà chúng ta không dự đoán được và chúng ta phải đứng ngoài, đấy là chuyện bình thường thôi. Cái nhưng điên rồi, kiên nhẫn chờ đợi rồi thì nó lại có cái điểm entry tốt để vào thôi. Đừng sợ bỏ lỡ, đừng sợ mất cơ hội. Đó là cái nguyên tắc.
Rồi ok nhé, thì nói lan man đi thêm một hồi thì chúng ta quay trở lại với cái biểu đồ BTC. Xuống BTC ngày D1 vừa rồi nó đóng một cây, trước đó lằng ngoằng đi khá là từ cây hồi lên, cây giảm cây hồi lên, nó test lại vùng 56 khá là lâu, nhưng ngày hôm qua nó vừa rồi nó đóng cây nến D1 đấy, cũng phải không không là một cây bắn mạnh, nhưng mà rõ ràng nó đóng qua cái vùng 56k, cái vùng hỗ trợ rồi, thì khi nó đóng và nó phá qua đây tạo thành những cái cấu trúc giảm rõ ràng thì cái cửa nó test về 4950 nó sẽ cao hơn rất là nhiều và có khả năng nó sẽ chạy được. Đấy, thì về được đến 4950 thì cái cửa nó phá 4950 thì lại tiếp tục cao và có khả năng nó sẽ tạo những cái đáy thấp hơn ở những cái vùng bên dưới này. Thế nhưng mình đã nói ngay từ ban đầu là cái 56 lần này cái đáy có thể sẽ thấp hơn 4950, mình thì nghĩ là ít nhất nó đâu khoảng tầm 45 46, đi thêm một nhịp nó khoảng tầm 2 3k giá từ cái điểm cuối này, cái điểm thấp nhất này. Đấy, thì trên biểu đồ D1 thì nói chung là về tín hiệu thì nó vẫn thế thôi, nó cũng không có gì đâu ngoài câu chuyện nó phá thôi, đóng cây một nó phá thôi, thì cái khả năng cái cửa xuống test 4950 nó cao hơn rất là nhiều rồi, nó đã cao hơn và cái cửa về đây nó đã sáng hơn rất là nhiều đó. Thì trên D1 thì nó là vậy, còn trên H4 thì chúng ta sẽ nhìn cấu trúc đỉnh đáy giảm rất là rõ ràng đây, các bạn thấy này, mình đáy nhưng mà ngay nhìn cái cấu trúc đỉnh đáy nó mình đáy. Đấy, các bạn cứ vẽ những cái con sóng, các bạn cứ vẽ những con sóng. Đấy, các bạn cứ để ý này, thấy chưa? Thấy chưa? Các bạn để ý liên tiếp tạo những cái đỉnh thấp hơn này, đấy. Liên tiếp tạo thành những cái đáy thấp hơn này, đấy. Ok chưa? Đấy, thì về đây thì sau một cái nhịp giảm mấy nghìn giá này thì nó đang lửng sừng, nó đang hồi lại một cây đây, khoảng tầm nghìn giá đây. Thế nhưng mà bỏ bắt ở đây không thì chắc chắn nó không bắt được rồi, chưa bắt được rồi các bạn. Nó đang ở lưng chừng núi này, có bắt thì may ra về 4950 là cái vùng hỗ trợ thì bắt ăn hồi thì ăn đấy, nhưng mà thực ra đợt này thì thôi tốt nhất là không không nên bắt. Đợt này không như cái đợt này. Đợt này ở đây 4950 thì mình còn bắt ngăn ăn xong hồi một đoạn. Nhưng mà đấy, giai đoạn này mình cũng côn các bạn nữa. Nhưng mà sang đến đây, nó về đến đây rồi thì lần này khả năng chúng ta sẽ không bắt hồi nữa. Bởi vì cái cửa phá nó cao và có thể nó sẽ đi đâm qua luôn. Nó rất dễ bị như vậy, nên là lần này thì chúng ta không 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 có rình mò, không có ngồi bắt bổng gì cả, kệ để nó chạy thôi. Có anh em nào mà có tư duy khác, chúng ta nghĩ là nó không thể vượt được 50, nó không thể, thì chúng ta có thể sẽ bắt mua từ đây. Hoặc anh em nào muốn không bị bỏ lỡ như mình đã nói trước rồi, thực ra thì cái tư duy của mình nó phải về đầu 4 thì may ra các bạn còn hold được. Nhưng mà thực ra nó còn tùy từng quan điểm, tùy từng suy nghĩ, có những người thì người ta không chờ đợi được. Có những người thì khi mà ở nó về đến đấy sau đó bật lên, nó mất cơ hội, người ta mua, người ta thấy nó lên mất thì người ta sợ đấy, rất những lần đấy về đây nó bật lên này, người ta sợ là giá nó sẽ bay mất, người ta sợ là nó sẽ bú lịt, người ta không được ăn tiền, người ta sợ mất cơ hội, thì đương nhiên là những người đấy thì chúng ta phải DCA, chúng ta phải DCA những cái vùng trên cao rồi. Đấy, đương nhiên là không phải là 70 hay 60, nhưng mà về 50 thì các bạn đã phải DCA dần rồi. Thì cái này đã nói, mình nói nó rất nhiều trong live stream cũng như là những cái video ngắn mình nói rồi, thì tùy mỗi người một quan điểm. Đấy, thì nếu như các bạn thuộc phe bú lịt từ sớm thì các bạn 50 là các bạn phải tính toán vào dần, đừng vào hết, vào ít thôi. Đấy, thì đấy là cái cách làm, tùy vào cái tư duy, tùy từng số vốn và tùy từng vị thế của mỗi người, suy nghĩ của mỗi người, và chúng ta sẽ có action khác nhau. Nhưng mình vẫn đang chờ đợi. Đấy, cũng đã chờ đợi khá là lâu rồi, chờ đợi có một cái điểm để mua hold và sau đó nắm giữ dài hạn, chờ đến một con sóng, một cái thời điểm mà thị trường nó tăng mạnh trở lại và nó đẩy cái altcoin tất cả mọi thứ đi lên, và sau đó là chờ đến cái điểm chốt lời sau lại đứng ra bên ngoài đó. Thì kế hoạch nó là như vậy, thì bây giờ phải tiếp tục chờ đợi để xem là nó có về những cái vùng mà chúng ta đang tính toán hay không. Trường hợp mà nó về, nó không thể về được chẳng hạn, nó quá nhiều lần nó đâm xuống là hồi lên, thì có thể chúng ta sẽ tính toán cái vùng mua nó không phải là 4x mà có thể là 5x đó. Thì nhưng mà cái vấn đề bây giờ là chúng ta chưa thấy, mình cũng chưa thấy được là cái quan điểm mà phải thay đổi nó không thể về 4x được, chưa 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 thấy cái đấy, nên là chúng ta vẫn vẫn theo cái plan cũ thôi. Rồi thì đấy là trên H4 thì cấu trúc giảm là khá là rõ ràng, cũng không có gì nhiều. Trên H1 hay M15 phút cũng vậy thôi, nó vẫn đang đi và đang hồi một chút, thì chúng ta vẫn phải chờ nó về 4950 thì bắt đầu chúng ta bắt đầu mới tính tiền, bắt đầu mới ngồi ở xem như thế nào. Còn hiện tại nó đang đi trong đoạn này thì vẫn phải để cho nó đi thôi. Cái okay, bây giờ hiện tại với mình thì mình đang thấy cái cửa phá nó đang cao, đang sáng. Đấy, thì chúng ta vẫn phải ngồi im. Nếu mà có bạn có lệnh sọt thì các bạn cứ cố gồng, hoặc là chốt lời một nửa, kéo một nửa còn lại là em chi gồng vô cực. Vô cực thì vô cực, như về 45 46 thì đấy, à thì đã chốt ok rồi. Rồi thì đấy là BTC, cũng không có gì nhiều để nói cả, phân tích hết rồi.
Bây giờ sẽ chuyển sang DXY thì hôm qua ra tin, thì cái tin hôm qua khá là quan trọng các bạn, để nó quyết định trong cái đợt sắp tới là nó sẽ cắt giảm lãi suất. Thì cái việc cắt giảm thì cơ bản cũng là ấn định rồi, nhưng vấn đề là cắt giảm bao nhiêu thôi. Thì cái việc trong hội nghị Jackson Hole ấy, thì nó cũng đã nói, Fed cũng đã bắn đi tín hiệu là thực ra là cắt thì là cắt rồi, nhưng mà vấn đề là bao nhiêu thì nó còn phụ thuộc vào số liệu, dữ liệu thống kê trong cái thời điểm từ hội nghị Jackson Hole cho đến ngày 19 tháng 9, đêm ngày 19 tháng 9, là rạng sáng ngày 19 tháng 9, đêm ngày 18 tháng 9 nó sẽ công bố lãi suất. Đấy, thì thực ra ngày hôm qua là cái tin non-farm và cái tin tỷ lệ thất nghiệp là hai cái tin nó liên quan đến thị trường lao động, liên quan đến việc làm. Thì thực ra tin này cũng sẽ rất quan trọng để nó xác định được trong cái thời điểm sắp tới nó sẽ cắt giảm bao nhiêu phần trăm điểm lãi suất. Đấy, thì nếu như mà trường hợp như hôm qua mình đã nói rồi, mình đã một số lần mình đã xin rồi, nếu như mà số lượng việc làm cũng như là tỷ lệ thất nghiệp tăng cao này, tỷ lệ việc làm sa sút này giảm nhiều so với thực tế này, thì có thể Fed nó sẽ mạnh tay hơn trong cái việc cắt giảm lãi suất. Tức là thay vì như mọi người đang kỳ vọng và đang dự đoán là 25%, thì nó có thể nó sẽ cắt giảm 50%, thậm chí là hơn. Đấy, thì đương nhiên cái kịch bản đấy sẽ làm thay đổi cái hướng đi của thị trường trong một thời gian ngắn, có thể nó sẽ là phung một đoạn bởi vì lãi suất cắt giảm nhanh, nhưng về lâu dài thì lãi suất cắt giảm càng mạnh thì chứng tỏ là thị trường kinh tế đang có vấn đề. Nền kinh tế đang có vấn đề thì về cơ bản thì nó vẫn kéo theo cái chiều xu hướng xấu thôi, nhưng có thể nó sẽ phung một đoạn do tâm lý của các nhà người đầu tư, của người đầu tư trong thị trường, người ta thấy là cắt giảm lãi suất mạnh thì có thể nó sẽ ủng hộ nền kinh tế, đúng không? Thì người ta sẽ nghĩ đến có thể nó sẽ phung một đoạn tăng. Đấy, nhưng mà với thông tin của hôm qua thì thực ra là cái cửa tăng 0,25% nó vẫn đang ở dưới mức cao, đâu đó khoảng tầm 70%. Đấy, thì còn cái cửa 50% thì chắc là vẫn vẫn còn đang dự đoán, vẫn còn đang tranh cãi khá là nhiều. Nhưng cái tin hôm qua cũng khá là cho quan trọng để Fed nó quyết định xem là nó sẽ tăng lãi suất bao nhiêu, à nó sẽ cắt giảm bao nhiêu điểm phần trăm lãi suất. Như tin hôm qua thì thực ra việc làm thì nó cũng giảm hơn so với thực tế thôi. Tỷ lệ thất nghiệp thì có giảm nhưng ít. Đấy, từ 4,3 về 4,2. Thì thực ra là với mình thì thực ra là vẫn còn quá nhiều thứ để chúng ta phải cân nhắc cũng như là chưa thể chắc chắn được, nên chúng ta phải chờ xem đã. Nhưng mà với mình thì điểm 25 điểm phần trăm cơ bản thì chắc là cơ bản là ăn bài rồi, trừ bây giờ một số thông tin ra nó còn đấy thì mới ra nó mới thay đổi, thì bây giờ phải từ từ chờ xem thế nào. Nhưng mình nghĩ chắc là nó sẽ cắt giảm từ từ chứ không cắt giảm sốc, cắt giảm sốc cũng không tốt. Đấy, thì đấy một số cái về DXY, về đồng đô la như kinh tế vĩ mô. Đấy, thì DXY hiện tại hôm qua nó do co giật nó khá là khó chịu này, nó giật lên giật xuống đây. Thì xu hướng hiện tại bây giờ theo mặt về phân tích kỹ thuật thì cái cửa lên nó đang sáng hơn, giật về đây kéo lên quét lên thì có thể nó sẽ quay trở lại, nó test vùng bên trên này, bên trên là nó quay về nó test đá hai lần lại rút chân này. Thì cái về mặt cái phân tích kỹ thuật thì cái cửa lên nó lại đang có xu hướng quay trở lại. Đấy, về SP 500, SP 500 bây giờ là mình hay nhìn SP 500 để mình dự đoán thị trường crypto. Chúng ta nhìn liên thị trường để chúng ta phân tích thị trường còn lại, chúng ta có thể nhìn thị trường chứng khoán để phân tích từ BTC, nhưng không nhìn được từ BTC sang chứng khoán nữa, chỉ có thể nhìn một chiều từ BTC à, từ chứng khoán sang BTC thôi. Thì chứng Mỹ hôm qua bắt đầu lại tiếp tục có nhịp giảm nữa rồi, thì cái xuống giảm nó đang hình thành và có khả năng xuống giảm sẽ tiếp diễn, cái cửa xuống nó quay về nó test đáy và tạo thành mô hình, nó phá cái neckline để tạo thành mô hình nó đang cao rồi thì chúng ta phải theo dõi tiếp. Nhưng cái cửa xuống nó thì mình kỳ vọng là chứng Mỹ tiếp tục giảm sâu để có thể kéo theo BTC tiếp tục giảm nữa, thị trường tài chính bán tháo. À, thì cái cửa xuống của thị trường chứng khoán đang cao hơn rồi, nhưng vẫn phải chờ tiếp thôi. Bây giờ phải về nó đây thì cái khả năng nó sẽ thành, nó có thể nó sẽ xác nhận cái mô hình hai đỉnh, nó phá cái đường neckline ở đây. Đó, thì chúng ta phải tiếp tục ngồi theo dõi thôi, chờ thôi, nói chung là vẫn chờ thôi, cũng chẳng làm gì cả. Đó, thì trên đây là cái bài nhận xét và cái bài đánh giá của mình trong cái thời điểm hiện tại. Với BTC thì thực ra là cũng chưa có gì thay đổi cả, chúng ta vẫn phải ngồi chờ đợi, chúng ta vẫn phải ngồi theo dõi để cho BTC chạy. Hiện tại xuống giảm nó vẫn đang mạnh thì chúng ta vẫn ưu tiên cái việc đó thôi, cũng chưa làm gì cả. Hâu thì cũng vẫn phải từ từ rồi. Thì nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.